Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Buổi chiều hôm nay cũng là 5 giờ hơn rồi quý cô chú anh chị. Em thấy có một chiếc xe đạp ở đây, chắc chắn là chiếc xe đạp của chị Tuyết Nhung. Lại hỏi chị Tuyết Nhung chút xíu về vấn đề hồi sáng nha cả nhà. Em nghe nói đâu là chị Tuyết Nhung là hồi sáng có tới lau mộ cho Bác Năm và có thắp trầm hương ở cái lư hương đó quý cô chú anh chị, và nó khói bay lên nghi ngút luôn. Và em vào sau thì em cũng không biết như thế nào, thật hư ra sao. Em muốn vào đây để tới đây để hỏi chị Tuyết Nhung chút xíu để coi như là giải đáp thắc mắc cho quý bà con cô bác cô chú anh chị gần xa biết được cái chuyện buổi sáng và tình hình buổi sáng như thế nào ha cả nhà. Chị Tuyết Nhung giờ này mà vẫn chưa về luôn quý cô chú anh chị, 5 giờ mấy rồi đó. Đây là chiếc xe đạp mà của một chị gái ở bên Mỹ á, hôm trước cũng có gửi Tài mua tặng cho chị Tuyết Nhung để thay thế một chiếc xe cũ của chị Tuyết Nhung á cả nhà. Là chiếc xe đạp mới nè, cũng mới thì cũng lúc mới mua thôi chứ lúc cũng khá là lâu rồi. Cái kia là con chó cũng hay đi theo chị Tuyết Nhung. Giờ này thì cả nhà thấy chị Tuyết Nhung đang tỉa cây nè. Phải nói là chị Tuyết Nhung rất là siêng năng, năng nổ và coi như là nhiệt tình cả nhà. Em nghe nói hồi trước á là chị Tuyết Nhung là mồ côi đó, cả nhà, mồ côi thôi, giờ này vẫn chưa về nữa, cả nhà thấy không, rất là siêng năng ha. Những cái công việc nào mà có nặng nhọc á, đàn ông làm được là chị Tuyết Nhung làm được hết đó quý cô chú anh chị. Đây, hello chị Tuyết Nhung, hết hồn hả? Ồ, sao giờ này chưa về nữa? Tỉa cây nữa, mấy giờ bữa nay, mấy giờ mới về? Hôm qua cũng sáu, hôm qua bữa kia là cửa mộ rồi đó, thấy không, sạch sẽ, rồi bây giờ cắt cây vậy rồi sao, hốt sao kịp thì, kịp luôn là đi sớm lo cho bên phân kim quệ xong mà đi ở đây. Ôi rồi là bây giờ cắt cây rồi sao một lát hốt kịp không, ngày mai đi sớm, ngày mai đi sớm mới hốt hả? Cắt để đó ha. Cắt để đó rồi ngày mai hốt, thấy đẹp không, cắt tỉ đẹp không? Đẹp luôn. Mà tới mùa mưa này là phải cắt phải không? Hay là sao? Mùa mưa là phải cắt. Hay là xong, thứ hai là xong. Cái gì? Giờ cắt sớm đi, mới mốt. Cái tháng nắng là không có cắt được, nó chết cây. Chết cả tháng nắng cắt chết cây, tháng mưa phải tháng cắt. Tháng mưa là không có chết, cắt cả nào không chết. Cái kéo đó rồi chị mua hả? Có hoa viên phát vậy? Ôi sao cái kéo đó cắt tóc được không? Biết nhiêu không? Nhiêu? 550. 550 để cắt cây vậy đó hả? Cho tiền để dành. Có cô chú anh chị hỏi chị kìa, hôm bữa lâu lắm rồi em cũng không có ghi hình chị lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ vì chị đi sớm quá đó. Hồi xưa thì em đi sớm em thấy chị ha. Còn lúc này thì chị đi sớm quá, tụi em đâu không có vô sớm được. Dạo này tầm 6 giờ thôi. Ngủ gì? Đây luôn. Ủa chị ngủ đâu? Đây luôn, dưới quần luôn. Ngủ đâu? Dưới gì? Dưới gì? Dưới quần luôn, công ty không cho ngủ mà ngủ dưới quần. Công ty cho ngủ không? Không ngủ. Trời nó xin lén mà dám nói trên đây, em đang ghi hình. Nói nhỏ nhỏ, hiểu biết rồi, biết rồi. Có nghĩa là vậy đó ha. Biết sao không? Tháng này á là cho con muốn 1,5 triệu, tại vì nó không có tiền. Nhậm tóc đen chưa? Nó nhuộm rồi. Nhậm rồi hả? Có tiền đâu mà nó nhuộm. Hôm bữa thì đi vô đó ghi hình cho Úc Lan hả? Ông Lan phải không? Ông Lan nhưng mà không có ai gửi tiền hết trơn, em cũng tiếc. Chứ phải có em gửi rồi. Mà lại cái cô gì đó, cô Hồng hả? Cô đó chị hay gọi là cô Hồng hả? Cô Hồng. Cô Hồng thì lại có được mấy lần á. Thôi thì coi là cái duyên thôi chị ha. Hên xui thôi chứ biết sao giờ, em cũng đâu biết sao đâu. Đây là cũng được. Dạ. Có tiếng nói là cũng là quý lắm. Dạ. Đó, trên màn hình đó là cô chú anh chị đang thấy, đây là chị Tuyết Nhung. Chị hồi xưa là chị hay lau mộ của Thanh Kim Huệ á cả nhà. Dạo này cũng vẫn lau nha, nhưng cũng mà nhưng mà em tại em đi trễ quá em không thấy chị lau thôi. Dạ, nè. Nhưng mà em thấy chị cái giống như là sáng sớm vô là thấy cái khăn chị để dưới cái bát hương phải không? Là nó là em biết là chị rồi. Đó, nên không có ghi hình được cho chị đi sớm á. Với lại em đi tới thì chị đã làm xong rồi. Chị Tuyết Nhung đây là mồ côi ha quý cô chú anh chị, mồ côi cha mẹ luôn và ở với lại sơ. Năm nay chị nói năm nay bao nhiêu rồi chị Tuyết Nhung, năm nay nhiêu tuổi rồi? 44 tuổi rồi hả? 96. Trời ơi,
44 tuổi rồi đó nha. Mà làm ở đây cả nhà, đúng ra đáng lẽ giờ này là đã nghỉ ngơi rồi đó, mà giờ này là 5 giờ rồi cả nhà, 5 giờ hơn rồi mà vẫn chưa về. Có bữa là chị về tới cắt chữ hai cái kéo bán rồi ha, có bữa chị tới 6 giờ mấy chị mới về luôn cả nhà. Không cần thiết, không cần thiết, miễn sao làm xong công việc thôi đúng không? Công ty không trả lương, cái tâm của mình làm không cần gì hết. Ồ, làm không? Theo cái tâm thôi hả? Ừ, phải về nghỉ ngơi vậy chứ. Trời ơi, ông bù vào cụ hộ cho cái mạnh của ai nhà, thấy không? Hả? Không bao giờ từ lúc Covid mà không bệnh luôn hả? Không. Lúc giờ có bệnh gì không? Không. Không có bệnh ho sổ mũi gì không? Không. Không luôn hả? Trời ơi, không khỏe dữ à. Có nghĩa là mình làm gì cái tâm này ông bà phù hộ thôi phải không? Đúng. Chị không tức... cần gì hết. Mồ coi không cha không mẹ cả nhà, ở dưới Sơ hả chị Tuyết Nhung? Ở dưới Sơ trường mà năng ai chủ đức Đức Tâm xã Tâm Bình. Ừ. Ở chị Tuyết Nhung, chị cho em hỏi cái này cái. Hồi sáng á là chị tới lao mộ cho bác Năm đúng không? Có chị, đốt nhang. Chị có đốt nhang rồi đốt chầm gì hả? Chị nhờ vợ bác Hương lên chị đốt phải không? Ừ. Mà chị đốt cái gì? Đốt chầm hay là đốt cái gì? Đốt chầm chầm tròn á gì nè. Cái cục tròn tròn nhọn nhọn á hả? Ừ. Ở chị lấy đốt trong như bị la hả? Chị lấy trong thùng hả gì? Đúng. À, mà cái còn cái nhang khoanh 24 giờ thì chị có đốt không? Nó bị gãy hết rồi. Ừ. Nó bị tròn tròn nó bị gãy hết. Ừ. Để bỏ phí ổn quá thôi, bỏ vô trong đó luôn đi. Bỏ đó luôn luôn, rồi nó cháy lên phải không? Cháy lên, đốt lên. Ừ. Là chị muốn sao mà mấy bữa trước chị có đốt không hay là bữa nay thôi? Bữa nào cũng đốt hết. Bữa nào chị cũng dở ra đốt hết hả? Bữa nào đốt nhang, không có chiếm cái cây á, cái cây đó không có. Đốt nhang không. À có nghĩa chị là không, hết. Mấy bữa trước chị có đốt không hay là chị mới đốt sáng này thôi? Mỗi ngày mỗi đốt, đốt đốt chậm kìa. Cây. Đốt chậm. Đốt cây chậm thì nó muốn đủ. Rồi nghe thôi thì nó nói đừng có đốt chầm nữa. Không, ý nói là chị hàng ngày chị đốt nhang thôi đúng không? Đúng. Mà không có đốt chầm hương phải không? Không. Bữa nay chỉ mới đốt bữa nay thôi. Hôm nay mới tự đốt. Nhiên phát hiện có ra. Linh tính cầu, có linh tính gì mà mới đốt mà. Linh chầm. Linh tính gì? Có linh tính gì á? Mất 4 giờ để dậy rồi. Mà 4 giờ dậy rồi tự nhiên có linh tính gì á là chị lại chị thắp nhang rồi chị đốt hả? Mà hồi sáng là chị đốt lúc 4 giờ hả? À, tắm rửa xong chị đốt. Tắm rửa là mấy giờ? Tắm rửa là coi là 4:30 đi. 4:30. Ờ xong xuôi đánh răng xong xuôi. Rồi đi ra rửa tay sạch sẽ đi đốt nhang cho con kim của Vũ Linh. Dạ, là 4 giờ mấy đó phải không? Gần 5 giờ. Gần 5 giờ. Đúng. Là chị đốt mấy cái cục tròn đó, chị đốt đúng. Mấy cục? Đốt hết luôn. Đốt hết trong hộp đó luôn. Trời ơi sao mà đốt dữ vậy? Tôi không biết đâu. Không biết đâu hả? À, tại không, tại vì hồi sáng có quay lên cái YouTube á, không có la, không ai la hết. Nhưng mà ý là bà con cô bác hỏi sao mà nó khói dữ vậy. Ừ, là chị đốt là hết nguyên một hộp đó luôn. Đúng. Rồi cái nhang phanh 24 giờ đó là chị cũng để vô chung luôn mấy cái bể đó hả? Đúng rồi, nó gãy bỏ phí của trời quá. Mấy cái đúng rồi, mấy cái gãy đó chị đúng. Thấy phí rồi chị để vô luôn hả? Đúng. Rồi sáng mà chị dỡ nắp hay chị đậy lại? Gỡ nắp ra xong mà cho nó ấy xong á ung để vô. Ừ. Xong mà đốt cái hộp quẹt lên. Ừ. Xong ấy nó cháy. Rồi nó có cháy cái lửa không hay nó cháy khói không à? Cháy lửa xong mới cháy khói. Trời ơi. Thôi mai mốt đừng đốt nữa nha. Biết rồi. Ồ, mai mốt đừng đốt nữa. Không, nói chung không có ai la hết trơn á, nhưng mà thôi đừng có đốt lại lỡ gì mất công lại nó cháy ra lửa mất công. Đúng không? Không có ai ở đó. Còn nó nóng nữa. Đốt ít thôi. Mà đừng có đốt nữa, thôi đốt nhang được cho bác Năm được rồi. Là tấm lòng là bác Năm phù hộ cho rồi. Bác Năm phù hộ thêm cô Huệ nữa chứ. Ừ. Cô Huệ là phù hộ cho luôn đó. Vậy là ở đây còn làm cho cái nghĩa trang mình không. Ừ, làm gì cái tâm ha. Có nắng mình cũng bỏ sức của mình ra mình làm. Ừ. Đó. Thì thôi thì đây cũng là một cái video giải đáp thắc mắc cho bà con cô bác á. Là sáng là chị Tuyết Nhung đây á, là chị tới sớm lắm cả nhà, 4 giờ mấy luôn, gần 5 giờ, chưa được 5 giờ là chị đã có một cái linh tính gì đó không biết nữa ha chị Tuyết Nhung. Ừ. Rồi xong cái dậy sớm lại cái thắp hương cho bác Năm. Thắp hương xong rồi cái chị đốt chầm hương. Mà sao tự nhiên không đốt mà lại bữa nay lại đốt. Không hiểu luôn á ha. Ừ, không biết sao. Rồi sao mò đâu ra cái hương đó trong cái thùng mà. Trong cái thùng. Mà mò đâu ra trong cái thùng rồi bắt đầu lấy đem ra đốt hết luôn cái hộp đấy. Luôn. Lấy cái khăn lao ở trên cái chỗ ngay cái ly cái gì tròn tròn á, cái gì tròn tròn, cái gì tròn tròn mà để hương á, cái nắp á hả, cái ở chỗ ngay cái màn vàng đó, đâu có biết đó, đâu có biết cái gì đâu, thì lao cái khăn lao cho sạch sẽ cho mình mới đốt. Ừ. Rồi lao cái bàn lại, còn
mấy cái ly này để cho tụi nó à, là có nghĩa là chị lau sạch sẽ rồi còn cái đúng. Nước đồ là để sáng mọi người làm ha, đúng làm hết rồi tụi nó nói làm sao à, mình không có cần cái gì hết mà sợ tụi nó nói phải không à, mấy cô chú thôi không ai nói đâu, chị thích thương. Không chị làm chị làm thì làm thôi chứ ừ. Còn không cho mình cũng vui vậy hết cũng ừ. Cũng cỡ mở đúng không dạ yeah. Ồ cái kéo nó bán người ta thôi, gì chị thích làm thì làm thôi chứ ai đâu nói gì đâu, nhưng mà đừng có đốt chầm nữa ha, ở nhiều khi nó cháy không ta, à, biết hay vậy. Tại hồi sáng có người quay á, có người quay cháy quá trời khói ngút ngút luôn. Rồi cái khán giả trên kênh của em mới hỏi là ai mở cái nắp lư hương ra để đốt nó, để đốt cái gì trong đó vậy thì em cũng không có biết, nên em bắt đầu tới trưa lại thì em mới nghe nói là chị Tuyết Nhung đốt là do để cho bác Năm được ấm cúng đúng nó, chứ không có gì cả, thì em cũng muốn lại hỏi chị để giải thích cho bà con của bác nghe thôi chứ không gì đâu. Nó thì bây giờ thì cũng đã biết rồi thì coi như là bình thường không có gì hết á. Ừ. Thì nói chung là mộ bác Năm là người của công chúng thì ai cũng có thể ai cũng quý, ai cũng làm được, nhưng mà chậm hơn đó thì mình thôi mình đừng có đốt nữa. Ừ. Ha, đốt nhiều quá cháy khói bác Năm ngột. Sáng em thấy khói quá trời luôn á, thấy có người quay á khói lên ngút 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 luôn. À, đốt chậm mà còn thêm bỏ thêm nhang 24 giờ vô đó nữa. Nó bị gãy rồi mày, giờ bỏ đi đâu? Bỏ tội uổng ha. Đúng. Bỏ tội phải không? Nhang là bỏ tội đó. Nhưng mà nhang nó ướt tuần đó nó có phơ lại. Bỏ. Thấy mấy lần. Vậy hả? Thôi thì cứ không ấy thì mình đem đốt bỏ ha. Đốt bỏ vô cái thùng gì đó mình đốt cũng được ha. Khơi khô. Dạ, rồi đốt lại ha. Ừ. Bữa nào tài đi sớm đi thấy gì nha. Em không có đi sớm được tại Hoa Viên họ đâu có cho vô sớm đâu. Hoa Viên đâu có cho vô sớm đâu, 6 giờ mới cho vô được. Dạ. Đó, trời ơi. Ông Lan bị sưng cái tay nữa đó. Sưng cái tay hả? Ông Đại có làm gì không? Đi lượm đi chai rồi sắt. Đâm hả? Cái gì đồng á, vô mắt sưng cũng bị đâm á. Trời ơi. À đúng rồi, anh đã nói cho tài luôn rồi. Nói gì? Ông Lan cứ nghĩ xấu là mình nói cho tài nghe, là ông Lan đi đánh bài đâu có nói cho tài nghe cái gì đâu. Là sao? Ý đó với ông Lan á à. Là nói cần Nhung á nói cho tài nghe là nói ông Lan đi đánh bài đâu có nói gì cho tài nghe cái gì đâu. Nó nghĩ xấu chị Tuyết Nhung hả? Ờ. Đâu có nói đâu, em đâu có biết gì đâu. Không có nói cái gì hết. Ừ. Nghĩ cho tốt cho người ta cũng khổ, người ta kiếm cơm ăn áo. Ừ. Mà tóc đốc ra làm chi, đốc vô không đốc mà đốc ra làm gì? Ông mà, gì? Ông nói chị nói hả? Ừ. Em đâu có biết gì đâu. Xong mình buồn không có đi vô cô Phượng nữa. Không có vô nữa hả? Không vô. Trời ơi. Không có vô. Buồn lâu rồi, bao lâu rồi? Nửa tháng rồi. Nửa tháng nay rồi đó hả? Nó có làm ở trong đây cũng vui vẻ cũng cười. Nhưng mà đâu có ai biết cái nỗi khổ của mình đâu, có ai biết cái nỗi buồn của mình đâu. Dạ. Yeah. Tâm sự với ai được? Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Mình tách phần bột cô đi. Dạ. Yeah. Chứ không? Tới đâu nó tới, chừng nó chết thì mình nước nuôi. Mình nước nuôi. Cho mình cho còn không trùng thật. Coi như là số phận ha. Ừ. Không, em hỏi thiệt, chị có khi nào chị buồn về mồ côi không? Chị không có cha mẹ, chị có buồn không? Nhiều cái cũng buồn lắm á, để em nằm suy nghĩ. Người ta có mẹ, người ta không biết thương cha mẹ. Ừ. Không có quý cha mẹ. Ừ. Còn mình có cha mẹ mình cũng quý hơn để đầu nữa đó. Dạ. Để trong trái tim nữa. Dạ. Thì cha mẹ để mình ra 9 tháng 10 ngày. Ừ. Mình phải thương cha mẹ em hết thôi chứ. Nhờ có cha có mẹ mình mới được hôm nay, đúng không? Nhưng mà bây giờ chị có buồn không? Có buồn cha mẹ chị không? Chắc ba cha mẹ đẻ ra, sao không nuôi đi? Ồ. Mà buồn quá do số phận mình quá. Dạ. Và mốt mình già, anh nuôi mình nữa. Dạ. Để nhà nước nuôi hoài thì chết thì cũng phải, ví dụ nhà nước nuôi cũng cho đốt. Ừ. Đi ấy, cũng phải có nhang hương, nhang trầm kia đúng không? Mượn cái, chị cầm cái. Chị cầm, chị quay em cái coi, chị đứng xa xa ra. Em làm thử coi. Không, quay ngược lại cầm rồi. Ừ đúng rồi, đứng xa ra nhìn thấy em không, thấy em không? Đây. Em làm thử coi. Đây nè. Đâu qua đây. Thôi đừng buồn ha. Ừ. Cắt sao đây? Vậy hả? Cắt từ dưới đi lên. Trời ơi, ôi, sao thấy chị làm dễ, em làm khó quá vậy?
dễ tại vì này mày phải bự thôi khó quá cả nhà ơi, đây là không quen mà sao kéo này nó bén chứ. Mua mà mới mua đây, mới mua luôn hả? Nhiêu tiền? 500 mấy hả? 550. Ủa sao em cắt ra cái cây gì trời? Trời không sao. Mày cắt hết cái này là về chưa? Chưa, còn 3 cây nữa. Em cắt hồi trong còn cái rễ không quá. Không sao, trời nó ra nữa. Cây này cây gì chị? Cây hồng lộc. Cây hồng lộc. Ồ, chị Đức Nhung chị làm giỏi ở cả nhà, em làm không được. Nhà giống cắt tóc quá vậy. Mấy cắt cỏ tự mình luôn, nhìn, tự nhìn luôn là biết, một ngày đâu là biết hết. Được chưa? Này vô chút xíu. Này vô chút xíu nè Tài. Đấy hả? Ừ. Đó đúng rồi. Cái này vô chút xíu nữa nè. Đấy hả? Đó đúng rồi đó. Vậy được rồi đó. Đó vậy được rồi. Trung bình rồi. Ok chưa? Đẹp chưa? Rồi giống bên cây, kia nữa. Giống còn cây, cây nấm không? Ừ. Đây em cắt dưới đây luôn nha. Ừ. Đó, sao kỳ ta? Rồi. Rồi được rồi, đừng vô sâu quá. Thôi vậy được rồi, trung bình rồi. Thôi trả chị nè. Rồi, em làm có được đâu. Rồi. Chị quen tay chị cắt nhanh quá cô chú anh chị. Hay quá à kìa. Mình cắt một cây đó bằng chị cắt hai cây á. Ôi. Rồi chưa? Chị Tiết Nhung đây á, là công việc nào mà của Nam làm được á, là chị làm được luôn á cô chú anh chị. Chị nói ống nước, chị cắt cỏ, chị quét rác, rồi chị tỉa cây, chị lau mộ. Nói chung là công việc trong đây là Nam làm được, là chị làm được. Con cái chị không biết câu điện thôi hả? Không biết nói điện thôi đúng không? Không biết nói điện. Chứ nói ống nước thì được đúng không? À trời. Thôi chị làm đi rồi em về ha. Bye bye. Em hết giờ rồi. Em về đứng đây. Trò, em đứng đây hầu bảo vệ la. Đi đi. Đó. Thì thôi thì em chúc chị sức khỏe ha, cũng như là lạc quan đừng có buồn ha. Đúng rồi. Nói chung là mọi chuyện thì ông trời em cũng có sự sắp đặt và an bài sẵn hết rồi. Chuyện gì cũng vậy ha. Thì hy vọng là bác Năm Vũ Linh cũng như là cô Huệ cũng như là tất cả các hương linh ở trong đây thấy được tấm lòng của chị, phù hộ cho chị. Qua đốt nhang cho ông Vũ Linh nữa. Gì hả? Làm xong phải đốt nhang nữa hả? Đốt nhang với cái tâm của mình. Phù hộ cho chị được sức khỏe bình an và không có bị bệnh tật gì hết, cứ có sức khỏe là chị vui vậy ha. Đúng rồi, không cần gì hết. Cần sức khỏe thôi ha. Sức khỏe nó mạnh dữ. Trời ơi, cắt chùi lối cây luôn. Thôi vậy được rồi, đẹp rồi. Cái cây em tính ra cũng đẹp lắm đó nha. Đi hả? Dạ đi. Qua đốt cho Vũ Linh. Đốt nhang cái hả? Bỏ ngay cũng đốt hết. Vậy là đốt nhang xong rồi về phải không? Ừ, ở đây luôn. Thôi rồi em chào chị nha, bye bye nha. Bye bye. Tạm biệt. Nay con ngồi nơi đây khóc thương cho một kiếp người, cho một cuộc đời nghệ sĩ tài hoa. Giờ người đã đi xa về bên kia thế giới, những tiếng hát của người luôn vang mãi trong lòng con. Bao ngàn vạn con tim khắp nơi thương tiếc cho người, tuy chỉ là người dân.